các bạn mua hồng sâm tầm mật ong nguyên chất ở đâu? Làm thế nào để có thể nhận biết được sản phẩm chính hãng? Là một trong những câu hỏi thường gặp ở tất cả khách hàng. Và tôi là Kiều Anh, người quản lý sản phẩm của Korea Shop 24h. Thưa các bạn, hồng sâm nguyên chất tầm mật ong là một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng hiện nay bởi những công dụng mà nó mang lại. Sản phẩm này thì được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi, cùng với đó là được tầm với mật ong rừng nguyên chất sản phẩm này thì mang đến nhiều công dụng có thể kể đến, chẳng hạn như là việc hỗ trợ làm đẹp dành cho chị em phụ nữ hay là hỗ trợ điều trị tiểu đường, giúp cho bệnh nhân tiểu đường có quá trình điều trị hồi phục nhanh hơn, hoặc là đối với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang trong quá trình xạ trị thì khi sử dụng sản phẩm hồng sâm tầm mật ong giúp giảm được sự tác động của hóa chất lên cơ thể hay là giúp bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ, vân vân. Uh, như vậy thì chúng ta có thể thấy là những công dụng tuyệt vời của sản phẩm này đúng không ạ? Với những ưu điểm mà sản phẩm hồng sâm nguyên chất tầm mật ong mang lại, uh, thế nên là sản phẩm này ngày được một ưa chuộng hơn trên thị trường. Nhưng đồng nghĩa với đó, nghĩa là sản phẩm này thì xuất hiện trên thị trường nhiều mặt hàng kém chất lượng, uh, cũng như là có giá thành cao hơn so với giá niêm yết, khiến cho khách hàng trở nên hoang mang, cũng như là lo sợ mua phải những mặt hàng này uh, vì nó có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng. Vậy phải làm như thế nào để có thể là nhận biết được hàng chính hãng để có thể tránh tiền mất tật mang? Và với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm chính hãng tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng đến từ Hàn Quốc thì trong video clip ngày hôm nay Kiều Anh cũng như là Korea Shop 24 giờ sẽ chia sẻ tới các bạn ở những cách nhận biết sản phẩm hồng sâm nguyên chất tẩm mật ong để các bạn có thể là có thêm kinh nghiệm khi đi mua hàng. Đó là thứ nhất, khi đi mua hàng thì chúng ta nên mua hàng ở những nơi có địa chỉ uy tín rõ ràng cũng như là trong quá trình mua hàng và sau khi mua thì chúng ta được hỗ trợ tư vấn một cách nhiệt tình nhất. Thứ hai, ở một sản phẩm chính hãng đó là một sản phẩm có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đầy đủ cũng như là sản phẩm này thì có tem mác bảo hành rõ ràng. Thứ ba, đối với một sản phẩm chính hãng, đó là sản phẩm ở khi chúng ta kiểm tra mã vạch hay là mã QR trên sản phẩm của hồng sâm nguyên chất tầm mật ong thì đều có thể là ra được thông tin xuất xứ cũng như là thành phần của sản phẩm này. Thứ tư, giá cả của sản phẩm hồng sâm tầm mật ong nguyên chất thì phải được niêm yết rõ ràng cũng như là đúng với giá được bán trên thị trường thứ năm ở nơi bán thì cần có cam kết cũng như là các chính sách rõ ràng để bảo vệ cũng như là đảm bảo cho quyền lợi của người mua à, như các cô chú anh chị có thể thấy hiện tại trên tay của anh đang là sản phẩm hồng sâm nguyên củ đến từ hàn quốc thì đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là cái à, bề ngoài của hộp này nó rất là bắt mắt đúng không ạ À, và đặc điểm thứ nhất để cô chú anh chị có thể nhận biết hàng chính hãng nhá đó chính là với cái lớp bóng kính bên ngoài như thế này thì sẽ được bọc một cách cẩn thận đảm bảo cho cô chú anh chị là sản phẩm này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. thứ hai, một trong những cái điểm chúng ta có thể nhận biết được đó chính là logo của sản phẩm ở trên này đây ạ với logo của sản phẩm này thì đảm bảo rằng sản phẩm này được chiết xuất cũng như là được sản xuất từ hàn quốc à, còn ở bên dưới này chính là logo chứng nhận sản phẩm cũng như là tiêu chuẩn của sản phẩm cô chú anh chị nhớ và để ý kỹ nhé à, và thêm một cái đặc điểm thứ ba ở phía mặt trước sản phẩm này đó chính là bao giờ ở phía góc bên trái của hộp cũng sẽ có một cái ô như thế này để chúng ta có thể nhìn vào sản phẩm bên trong để cô chú anh chị có thể đảm bảo nhận biết sản phẩm này và bây giờ kiều anh sẽ lật mặt đằng sau để cô chú anh chị có thể là tham khảo rõ hơn đây với mặt đằng sau của sản phẩm đầu tiên chúng ta có thể thấy mã vạch và mã cốt sản phẩm với hai cái mã này thì cô chú anh chị có thể kiểm tra và chúng ta có thể trích xuất được toàn bộ thông tin uh, xuất xứ cũng như là thông tin liều lượng của sản phẩm cô chú anh chị nhớ nhé với hai cái mã này thì chúng ta có thể là kiểm tra ngay trên điện thoại Ngoài ra nữa ở đằng sau này thì nó cũng sẽ có là hạn sử dụng ở đây là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. À, và bên cạnh ngay bên trên nó thì cũng có bảng thành phần cũng như là thêm một lần nữa logo của nhà sản xuất. À, với cái mã vạch mã cốt này khi chúng ta kiểm tra là ra được toàn bộ thông tin thôi Là cô chú anh chị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm rồi à, Thêm một đặc điểm cuối cùng nữa Đó là giấy tờ của sản phẩm như thế này vâng khi cô chú anh chị mua thì cần phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm như thế này để chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm ạ với những đặc điểm mà kiều anh vừa phân biệt cho các bạn thì chắc hẳn rằng mọi người đã có đầy đủ thông tin để chúng ta có thể là nhận biết hàng chính hãng khi đi mua hàng À và ngoài ra thì Korea Shop 24h cũng là một trong những địa chỉ uy tín để các cô chú anh chị có thể là gửi gắm niềm tin khi mua sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong nguyên chất chính hãng nói riêng cũng như là các sản phẩm đến từ Hàn Quốc khác nói chung cô chú anh chị có quan tâm hay là thắc mắc về sản phẩm thì có thể là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h qua số điện thoại là 0904363 985 và để mua hàng tại Korea Shop 24 giờ thì các cô chú anh chị có thể thực hiện một trong những phương thức mua hàng sau đây. Thứ nhất, liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí và mua sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Thứ hai, các cô chú anh chị có thể là truy cập vào website đó là koreashop24h.com để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm mà mình đang quan tâm. Thứ ba là các cô chú anh chị có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại Hà Nội. Ở Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho cô chú anh chị những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. À, và những lý do để cô chú anh chị có thể là an tâm mua hàng tại đây cũng như là gửi gắm niềm tin tại Korea Shop 24 giờ là thứ nhất, Korea Shop 24 giờ với 10 năm kinh nghiệm có địa chỉ uy tín lâu năm ở phân phối những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc thứ hai. Ở Korea Shop 24 giờ với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ phục vụ cô chú anh chị 24 trên 24. Thứ ba, với những khách hàng, với những cô chú anh chị ở đặt mua sản phẩm qua video ngày hôm nay thì có thể là được giảm giá cho sản phẩm hồng sâm tầm mật ong nguyên chất thứ tư, Korea Shop 24 giờ uh, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho cô chú anh chị. Với những khách hàng ở trong uh, nội thành Hà Nội thì chỉ sau khi đặt hàng từ 2 cho đến là 4 giờ đã nhận được sản phẩm. Với những khách hàng tại ngoại tỉnh từ 2 cho đến là 4 ngày sẽ nhận được hàng. Đặc biệt Korea Shop 24 giờ thì còn phục vụ cả những khách hàng ở nước ngoài như là Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay là các nước khác và cuối cùng là chuyên viên tư vấn của Korea Shop 24 giờ sẽ theo dõi tình hình sức khỏe và quá trình sử dụng của cô chú anh chị từ khi bắt đầu sử dụng cho đến khi là kết thúc liệu trình. À, với những chính sách dành cho khách hàng như vậy thì chắc hẳn rằng các cô chú anh chị đã an tâm rồi đúng không ạ? À, và nếu như các cô chú anh chị còn thắc mắc gì hay muốn tìm hiểu thêm thông tin gì thì có thể để lại số điện thoại ở ngay dưới video clip này để chuyên viên tư vấn của Korea Shop 24 giờ liên hệ và giải đáp thắc mắc. Hy vọng rằng video clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho cô chú anh chị thông tin vô cùng bổ ích. Chúc cô chú anh chị một ngày tốt lành. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.